Hello, em mình mến chào các bạn. Hôm nay là em mình sẽ chia sẻ cách vẽ phân chân nè. Dạ, em mình vẽ ngón nhỏ trước nha các bạn. Là bộ chân này đã làm sạch sẽ hết sơn nước lót rồi. Đây là em mình sơn quay thiếp bình màu phen ha. Đó, các bạn thấy là em mình sơn khỏi chùi lại. Các bạn phải lấy hai bên cạnh nha, mình tô nước sơn cho nó đều nha các bạn. Đó, là một ngón em mình đã xong. Mà các bạn cũng lưu ý mà mình vẽ fan mà cái kiểu như em mì không chùi lại, chỉ vẽ một lần thôi, là các bạn lưu ý phải tuyển cái màu trắng nha, cái màu trắng cho nó thật là trắng để mình sơn nó cover được cái nail, mà mình không nước sơn không có bị đóng cục, không có sơn quá dày nha các bạn. Còn các bạn nào nghĩ màu trắng đóng cục hay là sơn dày, các bạn cứ inbox em mày sẽ chỉ cái hiệu màu trắng này. Cái hiệu này là cái nó gọi là cái gel polish đó các bạn. Nó rất là tốt, ít có bị tróc, màu trắng rất là đẹp. Em mày cũng xài qua rất nhiều loại màu trắng rồi. Nhưng mà cái loại này là em mày thích nhất. Đó, các bạn thấy em mày vẽ fan em rất là nhanh đơn giản luôn. Mình không cần phải chùi, không cần phải gì. Bây giờ em mày đi ngón cái nè. À, các bạn lấy hai bên cạnh ha. Rồi, em đi xong em tô lại cho các bạn coi trước. Đó. Bây giờ cái đường này mình chỉnh lại cho nó ngay nha các bạn. Mình lấy fan là bự nhỏ gì là do cái khách người ta yêu cầu mình vẽ cái fan thôi. Đó, lại mình đã xong một cái bàn. Các bạn nhớ lưu ý là cover đầu móng cho khách nha. Đó, mình đã xong một bàn bên đây. Bây giờ mình sẽ vẽ luôn một bàn bên đây cho các bạn coi trước khi là mình cho bỏ vô máy hơi treo. Cái thứ hai nữa là mình nhìn cái bàn kế bên, là mình vẽ cái bên đây cho cái quay thiếp nó tương đối cân bằng với nhau các bạn, để nó không quá chênh lệch, một bên quá bự, một bên quá nhỏ. Còn nói chung mình làm nail này, mình làm tay thì mình làm tương đối thôi chứ không có phố phịch được. Em mày chỉ chia sẻ cái căn bản vậy thôi. Còn mỗi một các bạn có qua tay khác nhau thì tùy theo mình làm ha. Các bạn thấy không? Em mình đi vòng cung trước, đi cái vòng nửa bên đây quấn qua, nửa bên kia kéo lại. Và sau đó mình tô. Các bạn nhớ tô hai bên hông, đừng để hai bên hông bị hỏng nha. Có nhiều bạn vẽ fan em mình thấy hai bên hông nó dễ bị hỏng lắm. Là nước sơn nó không có bao phủ hết hai bên hông của móng. Còn đầu móng thì bắt buộc các bạn phải cover đầu móng rồi. Dù là sơn fan hay sơn thường cũng vậy. Đó, bạn thấy không? Rất là đơn giản đó. Hôm bữa các bạn yêu cầu em chia sẻ cách vẽ fan chân nè, thì cũng như vẽ fan tay thôi chứ không có gì vậy các bạn. Còn các bạn nào mà vẽ không được như cách em thì em thấy nhiều bạn vẽ và chùi lại acetone thì cũng được, nhưng mất thời gian cho mình thôi. Còn nếu các bạn cố gắng vẽ cho tương đối thẳng với em mình như vậy thì mình khỏi cần phải chùi lại acetone nó nha. Các bạn thấy em mình đã xong nè, em mình vuốt hai ngón cái của cô khách Chuga rồi, các bạn thấy không, nó tương đối rồi. Cái ngón cái bên đây thì cái nail nó đẹp hơn à, khi mà nó chưa khô các bạn có thể chỉnh sửa được theo ý mình muốn. Em mày chỉnh sửa. Đó, các bạn thấy bây giờ em mày đã xong. Đơn giản, rất nhanh gọn lẹ. Bây giờ em mày sẽ bỏ vô cái chân này, cho vô cái UV ray. Em mày sơ, em mày cho hoa. Rồi em mày sẽ apply cái thấp khấu lên. Em mày đã xong nha các bạn. Em mày chia sẻ với các bạn rất là đơn giản và thực tế luôn. Em mày không có mất nhiều thời gian, phải làm từng bước cho các bạn coi. Các bạn thấy em nước bay nước đầu đã sơn sẵn, em mình chỉ vẽ fan là chia sẻ trực tiếp với các bạn vẽ fan thôi để không mất thời gian các bạn. Bây giờ em mình xin tạm dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.